Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài IPC TV được phát sóng trên băng tầng 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình xứng công viên Bảo Khanh và Lâm Hùng trân trọng kính chào. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Cảnh sát Peru triệt phá đường dây buôn người, giải cứu 44 công dân châu Á. Quân đội của Pháp bắt đầu rút khỏi Niger. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy ngôi làng miền núi bị tàn phá bởi lũ quét ở Ấn Độ. Biến đổi khí hậu gây ra đợt nắng nóng mùa đông chết người ở Nam Mỹ. Thuyền đánh cá bốc cháy khi tên lửa rơi xuống thành phố Gaza. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hồng. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên đã cho hay cảnh sát Peru triệt phá đường dây buôn người, giải cứu 44 công dân châu Á. Cảnh sát Peru đã triệt phá một đường dây buôn người vào ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 10 tại Lima, nơi mà họ bắt giữ 8 người được cho là thành viên của hiệp hội tội phạm và giải cứu 44 công dân châu Á. Nhà chức trách đã cho biết các nạn nhân hầu hết là người gốc Malaysia khi buộc tội bị buộc phải làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng trong điều kiện vô nhân đạo và bị dụ đến Peru bằng những lý do sai trái. Nhà chức trách tiết lộ rằng 26 phụ nữ và 17 nam giới đến từ Malaysia. Một trong số họ được báo cáo mất tích ở đất nước của anh ta và một phụ nữ đến từ Đài Loan đã được thả trong chiến dịch này. Chính quyền địa phương hôm thứ Hai ngày 9 tháng 10 đã ra lệnh tạm giữ sơ bộ 7 ngày đối với 6 công dân Đài Loan bị cáo buộc cầm đầu một đường dây buôn người. Ngôi nhà 3 tầng nơi mà các nạn nhân bị giam giữ ở Lima có hàng rào điện, cửa sổ có song sắt và cửa ra vào khóa bằng gỗ để ngăn các nạn nhân trốn thoát. Vụ việc được biết nhờ hai nạn nhân trình báo vụ án bỏ trốn. Quân đội của Pháp bắt đầu rút khỏi Niger. Kính thưa quý vị, các đoàn xe quân sự của Pháp đã bắt đầu rút khỏi các căn cứ ở phía Tây Nam của Niger đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc khởi hành theo yêu cầu của chính quyền Niger. Và điều này đã dán một đòn mạnh hơn vào ảnh hưởng của Pháp tại khu vực Sahel, đang xảy ra một cuộc xung đột ở Tây Phi. Một phóng viên của Reuters cho biết là các xe bán tải và xe bọc thép chở quân Pháp đã lái qua vùng ngoại ô của thủ đô Niamey vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10, sau khi chính quyền vào cuối ngày thứ Hai cho biết là cuộc rút quân sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước, thì chính phủ quân sự cũng đã kêu gọi sự hợp tác của người dân với các phong trào quân sự mà họ cho rằng sẽ có sự tham gia của một số trong số 1.500 binh sĩ Pháp rời Niger qua đường bộ tới Chad là một hành trình dài hàng trăm km xuyên qua lãnh thổ đôi khi không an toàn. Một nhân viên sân bay và hai nguồn tin khác quen thuộc với chuyến bay cũng cho biết là vài chục quân nhân của Pháp cũng đã bay khỏi Niger trên một chiếc bay quân sự vào hôm thứ Hai. Cũng phần tin thế giới, thưa quý vị, cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy người người làng miền núi bị tàn phá bởi lũ quét ở Ấn Độ. Một cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy mức độ thiệt hại của làng Naga Namgur ở bang Sikkim, ở phía đông Bắc Ấn Độ hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10, sau khi một dòng sông ngập nước gây ra chấn động giống như là động đất, chia cắt các con đường và dẫn đến các vết nứt lớn ở trên các ngôi nhà xây trên Tithas là bờ sông. Kính thưa quý vị, sau những ngày mưa xói xả ở Sikkim, dòng nước lũ đã tràn xuống các thung lũng sông hẹp từ hồ Lumnak, làm hư hại một con đập và tàn phá các ngôi làng cũng như là thị trấn Rangpo cách thủ phủ của bang Gangtok khoảng chừng 50 km về phía nam. Và theo các quan chức tỉnh, số người chết vì lũ quét do hồ băng vỡ bờ ở dãy Himalaya của Ấn Độ đã lên tới 74 người vào ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 10. Thư ký trưởng là của Sikkim là Vijay Bhushan, là một quan chức cao cấp nhất, đã nói với Reuters rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 25 thi thể ở bang này và thi thể của 8 quân nhân bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy ở bang lân cận ở Hạ Lưu Tây Bengal. Ông còn cho biết thêm rằng một lẻ một người, 101 người vẫn mất tích trong loạt thảm họa thiên nhiên mới nhất do thời tiết khắc nghiệt ở dãy Himalaya gây ra. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng đã cho biết có 14 quân nhân nằm trong số những người bị mất tích. Và biến đổi khí hậu cũng đã gây ra đợt nắng nóng mùa đông chết người ở Nam Mỹ. Theo một nghiên cứu được công bố vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10, thì sự nóng lên toàn cầu là nguyên nhân chính đã gây ra đợt nắng nóng thiêu đốt Nam Mỹ trong hầu hết tháng 8 và tháng 9, đã khiến cho nhiệt độ tăng tới khoảng 4,3 độ C. Nghiên cứu của nhóm khoa học World cho biết là nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C, tức là khoảng 104 độ F trên phần lớn là ở Brazil, Paraguay, Bolivia và Argentina vào cuối mùa đông và kéo dài đến mùa xuân ở Nam Bán Cầu, cùng với biến đổi khí hậu khiến cho hiện tượng này có khả năng xảy ra cao gấp 100 lần. Thuộc tính thời tiết, thì nghiên cứu cũng cho biết là ít nhất 4 trường hợp tử vong có liên quan đến nắng nóng đã được báo cáo ở Sao Paulo, là thành phố lớn nhất nam mỹ, nhưng số người bị thiệt mạng thực sự có thể phải mất nhiều tháng mới xác định được bằng cách phân tích giấy chứng tử. Hàng chục nhà nghiên cứu từ các trường đại học và cơ quan khí tượng trên khắp thế giới đã thực hiện nghiên cứu này và nghiên cứu cũng đã cho biết là sự khởi đầu của hiện tượng khí hậu El Nino trong năm nay cũng đã góp phần đẩy nhiệt độ lên cao hơn, nhưng chỉ là một yếu tố nhỏ so với biến đổi khí hậu. Một bản tin thế giới đã cho hay thuyền đánh cá bốc cháy khi tên lửa rơi xuống thành phố Gaza. Một tàu đánh cá bốc cháy ở vùng biển Gaza hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10 của Israel khi mà Israel tấn công vào thành lãnh thổ, thưa quý vị. Khói đen dày đặc đã bốc lên trời khi mà con tàu gặp nạn đang neo đậu tại cảng và tên lửa tiếp tục rơi xuống vùng nước xung quanh của nó. Cư dân Palestine ở Gaza đã nói với Reuters rằng hàng ngàn vụ nổ lớn đã thắp sáng những con hẻm đông đúc của họ vào ban đêm và khiến chúng tôi khiến chúng tối tăm trong khói và ban ngày để kể từ khi mà cuộc tấn công chết người của Hamas vào Israel vào hôm thứ Bảy là một cuộc tấn công tồi tệ nhất mà họ chưa phải gánh chịu, chưa từng phải gánh chịu thưa quý vị. Các thi thể nằm chất đóng trong các nhà xác ở Gaza hôm thứ Ba và đóng đổ nát âm ỉ từ các khu nhà bị phá hủy, làm nghẹt thở những con đường hẹp khi mà cuộc tấn công của Israel tiếp tục khi chính quyền Israel tiếp tục phát hiện thi thể của các gia đình bị chiến binh Hamas bắn. Họ đã tấn công Gaza và thực thi lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn đối với vùng đất chật hẹp, đông đúc của người Palestine, cắt điện nước, thực phẩm và nhiên liệu. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữa băng tầng của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2. Ngay sau thần, các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.